tất cả anh em nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em đã tiếp tục đến với kênh của mình anh nhé. Để hôm nay mình tiếp tục mình vào mình chơi game tiếp anh em ạ. Hôm nay mình tiếp tục mình vào mình quay hụt tiếp anh nhé. Đấy thì anh em xem đến cuối video anh em nhé. Để xem này là mình tổng chốt lãi là bao nhiêu. Còn quay hụt thì hứa anh em nhé. Đấy thì anh em xem mình chơi quay hụt thì hứa rất là nhiều rồi. Đấy. Một con game là uy tín nhất năm 2024 rồi anh em ạ. Hay con game này thì nó ra mắt cũng lâu rồi. Đấy. Ra mắt từ năm 2020 cơ. Nhưng mà đến năm 2024 thì nó vậy mới lại thay đổi cái giao diện mới. Đấy. Thế nên là từ lúc có thay đổi cái giao diện mới bắt đầu mình chơi này, mình cảm thấy là chơi quá là ok mình ạ. Đấy. Anh em có thể xem tất cả các video trước kênh của mình. Đấy, mình không điều nha ạ. Hầu như ngày nào mình cũng còn đóng chốt lãi ở con game quay hũ luôn anh em ơi. Không phải là không nha ạ. Đấy, như hôm kia thì chốt lãi hơn 10 đồng. Đấy. Hôm kia thì chốt lãi 20 đồng các bạn. Đấy, hàng ngày cứ kiếm đều đều thôi. Đấy, kiếm đều đều hàng ngày thôi chứ không phải là cứ vốn 20 đồng mà cứ kiếm thì tầm 30 đồng hơn 40 đồng hơn 50 đồng không có đâu anh ạ. Anh em cứ kiếm đều đều hàng ngày thôi. Con game này thì nó mình không có gì để nói rồi. Tại vì nó là quá là ok rồi, quá là uy tín rồi các bạn. Đấy. Uy tín nhất năm 24 rồi. Mình chơi rất nhiều con game rồi. Nhưng riêng đến con game nhà quê này thì ok rồi, con này là con quay hũ thì hứa anh nhé. Đấy thì rất ở con game thì rất nhiều game quay hũ cho anh em chơi. Đấy, quay hũ phá băng này, thì hứa này, đạt báo này, bóng đá này. Đấy, rất nhiều game quay hũ cho anh em chơi. Anh em thích chơi con quay hũ, nào được các bạn. Ui nó đang cho mình xuống được còn 19 đồng em ơi. Nhưng lại lên rồi các bạn. Đấy, hôm nay không biết sao quay nó cứ cho xuống 16, 17 đồng xong lại cho lên đi các bạn. Cho khi hôm nay là chắc khi ăn nhiều quá hôm nay là nó cho mình ăn trứng này rồi anh em ạ. Thôi nói chung là cứ kiếm 1-2 đồng cũng quá là ok rồi nha. Đấy, không việc gì cứ phải kiếm to anh em ạ. Đấy, tiền vốn mình bỏ ra mình đánh mình kiếm tầm 2 đồng mới vui anh em ạ. Đấy, 1-2 đồng cũng là anh em là đang gọi là chưa việc làm mà ngày anh em kiếm tầm 500k 1 đồng cũng quá là vui rồi. Em mình đấy thôi. Đấy, ta này ăn 2 đồng rưỡi anh em này, em mới chào. Đây còn riêng quay hũ và con nhà Win này thì quay rất là dễ thôi anh em ạ. Anh em chỉ cần đặt này, ấn auto thôi. Đấy là anh em ta đã có lãi rồi các bạn. Đấy. Nãy giờ mình chỉ đây anh em giờ đặt cao nhất là 900k ở quay hũ thử anh em ạ. Em đặt mắc luôn, mình ấn auto từ nãy giờ. Đấy. Và anh em nào mà vốn nhỏ ấy thì anh em ta nên sang quay hũ con nào quay hũ đặt báo. Bên đấy thì là đặt cao nhất còn có 100k thôi, mắc 100k thôi anh em ạ. Ôi mình ăn được quả rồng em ơi, nó quả rồng em ạ. Thì lúc trên nó ghi là lượt nó còn 2 nhé, anh em nhìn chưa, lượt nó còn 2 thôi. Nhưng thực ra nó quay về tầm 6-7-8 lần rồi em ạ. Hôm thì nó cho mình lượt 1 quay mình, hôm thì quay 4 lần, hôm quay 5 lần. Mình chưa biết được nó cứ quay thôi, nên là nó có lãi em ạ. Nên là những anh em nào mà xem cho mình cảm thấy nhá, anh em lại cho mình bút na này. Và mình đăng ký kênh anh em nhé, là anh em cần theo dõi tất cả các video mới hàng ngày của anh em ạ. Thường thì mỗi ngày mình sẽ ra một video mới cho anh em về tất cả những game quay hũ này anh em biết rồi. Đấy, và có những thắc mắc gì đấy, hay là những cái gì mà mình biết mình đều nói với anh em. Đấy, để anh em được cùng nhau biết, để anh em cùng nhau kiếm thôi. Những cái nào ok thì anh em đánh, có những cái nào không ok thì anh em biết để anh em cùng tránh thôi. Đấy. Ôi giời. Đây về cuối nó cho mình ăn nhiều thế nhỉ. Đây Win này 34 đồng luôn em ơi. Ui. Đây Win ăn luôn 34 đồng em ạ. Ui trời ơi. Hôm nay lúc đầu nó tưởng ăn ít mà hóa ra là hôm nay về cuối lại cho mình ăn luôn nhiều luôn anh em ạ. Sợ thật đấy. Hôm nay 20 đồng mà giờ đang lên tổng là 66 đồng em ơi. Anh em chưa? Và anh em chơi tất cả những game anh em nhé. Đấy mình được khuyên anh em này. Anh em chưa phải biết điểm dừng của mình, đánh nhanh thắng nhanh rút gọn. Đấy, và vì sao mình chỉ đánh trong vòng 5-6 phút thôi, cả có ăn nữa mình không đánh hơn anh em ạ. Đấy là vì sao, mình cũng giải đáp thắc mắc này cho anh em ở các video trước rồi. Anh em có thể xem lại video trước anh em nhé. Hôm nay được quả lồ căng quá anh em ạ. Hôm nay được quả lồ căng quá, tài này 2 đồng 1 anh em ơi. Ui, tài này lại Win tiếp này. Win tay này ăn 9 đồng em ơi. Win thì ăn 9 đồng luôn anh em ạ.
chín anh em này, anh em rượu tay này ăn tiếp ngày tay này gắn 3-4 đồng anh em ạ. Ui 11 đồng luôn anh em ơi, ui trời, ui mọi người sao nó cho mình đi này ăn như thế này anh em ạ. Tay này tiếp tục này, tay này 4 đồng anh em ơi. Tay này 1 đồng 8 anh em này. Quay tên này thì có phải là ok không em? Ấy cứ ấn auto anh em chưa? Nãy mình chỉ đặt ấn auto thôi. Đấy, đặt ấn auto thôi, mình đã kiếm rồi anh em ạ. Chắc khi là nốt 1-2 tay nó chắc là mình cũng nghỉ thôi anh em ơi. 1-2 tay nó chắc mình nghỉ thôi. Đấy, mình không đánh hơn đấy anh em ạ. Thế thôi, đánh vòng 5-6 phút anh em thôi. Hôm nay 5-6 phút mình kiếm gọi là kiếm nên 83 đồng rồi anh em ạ. Tay này 2 đồng 2 rồi anh em ơi. Anh em biết chưa? Ôi chắc khi nghỉ thôi anh em ạ, nghỉ thôi. Đấy, hôm nay vốn của mình 20 đồng đánh lên 85 đồng. Hôm nay kiếm 65 đồng anh em ơi. Anh em thấy chưa? Quá là ok cho anh em. Thế thì cảm ơn tất cả anh em đã xem video của mình anh nhé. Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn tất cả anh em làm video sau mình anh em chưa? Đấy, hôm nay quay quá là ok rồi anh em ạ.